Quê quá không ạ? Ê, chờ đông rồi. Bài này chưa thở bài cho bèn, lần sau em hứa sẽ hát nha. Dạ. Bây giờ thì Đăng Vinh xin gửi đến quý vị một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Nhật Ngân. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tên bài hát cho người kỳ nữ. Xin mời quý vị thưởng thức. Nha, giờ em, thì cô hát bài này tặng cô nha. Lần sau cô hát chờ đông cho cô nha. Ok, rồi. Dạ, vâng. Show me.